chị đây bốn, chị đây bốn, chị ra. Còn đâu đây tiếng gió ngựa mà ngỡ con tàu vỗ sông bờ xa. Miền Nam sao tiếng nhạc theo chiều, bừng sẽ vô phương Nam thủy hồi bài theo thủy chiều. Ta chạy qua thăng mùa mưa nắng, qua bao cuộc đời thay mấy đời đời bài tình ca. Đất phương Nam 48 mây gì ra, mây gì ra, mây gì ra, mây gì đây, mây gì đây, mây gì ra, mây gì đây, mây gì ra, mời cô bác có giấy dòng này. Trở lại đây, trở lại đây mang những cái số, số gì đây, mây gì ra. Giọt nước mắt lăn dài, tình yêu đó không còn, chìm trong làn quên. Người người yêu anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi. Ngước mắt nhìn những dấu yêu mai về chốn nào. Giờ nước mắt khô rồi, người yêu ơi không còn, ta chia tay. Con thì la chị kìa. Sao con đánh mẹ? Con nựng mẹ mà. Con nựng mẹ ai con đánh mẹ? Con nựng mẹ mà. Khoanh tay lại. Xin lỗi mẹ 30 lần. Trời ơi. Xin dữ vậy má. Cái đó là trừ lỗi. Mấy lần? 30. Tội nghiệp mà quá, tôi không xin lỗi luôn. Làm gì được tôi? Trời ơi, hổ mẹ đau. Mẹ đau, mẹ đau, đau mẹ. Xin lỗi mẹ liền. Con xin lỗi ba. Ba. Mày xin lỗi ba. Ba nào ở đây mày xin lỗi ba? Đi ra đây mẹ biểu. Năm nay mày bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. 18 tuổi mà anh nói kiểu đó hả? Cho mày đi ăn học bao nhiêu, bây giờ mày lại mày trả lời mẹ vậy. Có được đi học đâu mà biết. Trời ơi, tao làm gì tao bỏ bê mày mà mày không đi học. Bà làm bao nhiêu mà cho chai hết trơn rồi. Trời ơi, tao cho chai, chai đó bà là... đi Malaysia, bà đi Singapore, đi Trung Quốc có cho tôi đi đâu. Biết tại sao mẹ không cho con đi không? Sao? Qua bển con bị bắt cóc thì sao? Mẹ sợ người ta bắt cóc gì dưới ta hù ma nhát quỷ. Chị ơi, chị nói nó không, chị cho nó ăn học hả chị? À. Mà nó học gì kỳ hả? Chị cũng vậy nữa, chị ăn học có được tới đâu tới chốn rồi mà chị nói người ta hát không ra hơi, hát không có bài nhạc mà mới chứ có nhiêu đó làm đi làm lại hoài hết trơn. Nhịp gớt lên gớt xuống mà bà đặt nói người ta là hay quá. Trời là ơi. Em không thật ra đúng luôn. Chị Tâm Thảo bà nói dài nhưng mà có đúng một câu à. Đúng câu nào? Chị hát dở. Đúng rồi. Chốt cái câu đó tôi đúng hài rồi. Lòng chứ. Nó dài quá. Còn một câu nữa, một câu đúng luôn. Còn câu nào? Chị không có bài mới, có bài hát hoài à. Bài quý vị vỗ tay cho nó vui, quý vị vỗ tay lớn lên. Dạ cảm ơn quý vị. Thôi bây giờ vỗ khán giả vỗ tay là vui rồi nha. Đứng đây kế bên chị nè. Em hát bài mới nha. Dù gì ra, mây gì ra, duyên chẳng tròn duyên. Ba chục nguyên. Sao chị? Ở đây nè, trong Hương Nam của mình á, có rất là ít đứa mà biết ca tiếng nước ngoài. Đặc biệt con này, tiếng nước ngoài một cụm luôn. Nó một đống luôn. Thôi một cụm cho nó hay má, từ một đống nó ghê quá. Nhưng mà sao nãy cái mic cái chị Lệ trai đi Huy Hình nè. Cái mic cái sao? Em nói chuyện không có rõ sao người ta nghe được nè. Cái mic chị Lệ che vô đây nè. Thôi ghê quá à, ai biểu nè, hửa đi. Chị đưa cho nó hát rồi, đưa cho nó hát hờ. Không sao đâu. Thôi, chùi đi. Rồi bây giờ Cưng hát tiếng nước ngoài được không? Trời ơi, em hát tiếng nước ngoài luôn, hát nhạc trend luôn. Ôi nhìn cưng á, nhìn thằng bé, nhìn con bé này biết để ý trong bộ phim gì không? Phim gì chị? Ma Cà Tân. Hay quá. Phim Ma Cà Tân của quý vị cho em nói chàng vỗ tay lớn là để em đó thể hiện quý vị. Hay đó, thiên kiều quý vị. Cho em xin nhạc Ấn Độ đi. Hay quá, hát về Ấn Độ luôn. Hay quá, Ấn Độ luôn. Đồ che luôn. Nè 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 khoan. Asuka. Trước khi Ấn Độ á, người ta hay có biểu cảm lắm. Người ta biểu cảm như thế nào? Ờ đúng rồi. Đó bây giờ diễn hát, hát cho hay nha. Bắt đầu 1, 2, 3. Số gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra. Mẹ ta nắc ra xì bê ta đi. Mẹ vô sư kì đi nắc xì nì kè nè. Ta nắc gò nì bê nì gà gò. Sa mà là kê nắc xì nì kè. Về bú sữa cơ cưng. Hát mà hát giống khóc quá vậy. Cái đứa nước ngoài vậy, cái nhạc nó vậy đó chị. Tiếng nhạc trời tăng, tăng, chị tăng, tại vì nó tăng, đang đun che nó hát cái có người mất cúp biến qua biến lại á chị. Đấy em kêu Minh Trung. Má ơi, đây là được rồi. Bây giờ mấy đứa câu giờ giùm chị đi, chị làm công chuyện cái đã. Rồi ok. Rồi bây giờ chị hát đi chị. Bỏ con hát đi cưng. Rồi. Minh Trung ra đây biến hình. Ý là nó hát cưng phải biến đúng không? Chị đã thở mất cúp cho em rồi, quay qua đây vậy nè. Đúng nghe cùng Minh Trung. Mẹ tê đã cô ni bê ta đi. Mẹ cút đi đi chết đi cả đây ta. Mẹ ye cha na cô. Yeah.
na di de 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 be ta. Kurisate ke ke tang 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 tang. Kurisate ke ke tang 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 tang. Tiếp tiếp tiếp. Rồi, Arisake. Mọi người coi cái che nắng độ đó mọi người sẽ biết là sẽ biến cái khúc là mặt bình thường, mặt mộc rồi có chân mày này kia nọ, bắt đầu tới chơi thi là thì thi vô là biến lại mấy cúp, hiểu không? Đẹp, ừ. Mẹ đây sẽ cô đi bê ta đi, mẹ sẽ cút sẽ kia đi nên chân mẹ sẽ lê ta, mẹ để ta là cô y gắn nè và sẽ để có mẹ nè lê ta, cô đi xa tê cái tăng 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 tăng, cô đi xa tê cái tăng 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 tăng. Đẹp quá, giống Ấn Độ rồi đó. Đẹp không quý vị? Đẹp không? Đẹp không quý vị ơi? Đẹp không quý vị? Đẹp không? Đẹp không? Chỗ một chàng pháo tay với người mẫu đấy ạ. Hay quá. Cái chen này là 1,000,000 tiền lần đó. Gắn lên, gắn lên, gắn lên. Biến hình xong tôi ngáo luôn mà. Xinh đẹp mà. Bây giờ chị Thi biến lại bình thường xong rồi khúc cuối cái Ấn Độ luôn. Rồi chị làm lại bình thường đi chị. Mẹ tê cho cô nì bê ta đi. Mẹ tu cú sư kì đi ra ta nè cà rê ta. Mẹ đê cha la cô y em nê già dài đã cứ nê nê tê ta. Hồi ôi đây ơi mày chét cái gì mà nghe mùi cồn quá vậy. Hồi ôi nó đậu. Trời ơi mùi hành lá. Trời ơi hành giống hành phi quá vậy trời. Trời ơi, đâu rồi cái con miếng che nắng độ ra. Ra có thuốc cái miếng này lẹ. Chưa có miếng, tên có miếng chị ơi. Chị chưa có ra gì. Nhìn nè, màu xanh màu đỏ giống Halloween quá. Không có cọc. Chị sai rồi, không có cọc. Không có cọc. Đâu, cái đó Ấn Độ. Cái mùi Ấn Độ đặc trưng là mùi cà ri. Mùi cà ri. Mùi cà ri. Lại đây chị. Sao cái tết rồi mấy chị mời, xin mời. Còn cái cuối nè. Tiếp lệ rau. Đó. Họ ta sẽ coi bên ta vì mẹ sẽ ghi khi ta vì ta. Mẹ để che xa coi lấy nhà nhà che đúng mình như dư vi ta. Cú đã xa ti. Thì nãy giờ có mình em hửi thôi chứ ai chửi đâu. Thì nãy giờ có mình em hửi đâu có ai hửi đâu. Đi chơi chơi là gì? Mày khỏe đó kìa. Mày gì ra, mày gì đây, mày gì ra, mày gì ra. Mối tình lặng câm ra 25 vô.